Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày thứ Tư 12 tháng 5 2020, phái đoàn của ông dân biểu Harry Ruda, địa hạt 48 miền Nam California và phụ tá là ông Doãn Hưng đã tới thăm đài SBTN và có buổi phỏng vấn trên đài. Đây là một trong những cơ sở ông tới thăm cùng ngày. Sau khi vào lúc 12 giờ trưa, ông đã tới viếng thăm cơ sở Nhật báo người Việt trên đường Moran và chợ Á Đông trên đường Bosa trên Hưng Đạo, thành phố Westminster. Đây là ngôi chợ đầu tiên của người Việt tại Little Sài Gòn, để tìm hiểu thêm những đặc trưng của một ngôi chợ Việt Nam và tìm hiểu những khó khăn mà một ngôi chợ phải đối phó trong mùa đại dịch COVID-19. Sau đó, ông đã trao bằng thường lục cho chợ Á Đông vì đã phục vụ cộng đồng, đặc biệt đang cố gắng cùng với mọi người vượt qua những khó khăn trong mùa dịch này. Và tại trụ sở đài SBTN, sau khi tham dự buổi phỏng vấn do sứ ngôn viên Tường Thắng, trưởng ban biên tập thực hiện, ông đã trình bày những vấn đề tại Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay như việc thông qua dự luật hỗ trợ COVID mới, dự luật HERO Act, và ông trình bày những việc đã làm để giúp các tiểu thương người Việt trong khu Little Sài Gòn, cũng như những việc đã làm để chống lại sự bành trướng hung hăng của Trung Cộng tại Biển Đông. Và sau khi gặp gỡ luật sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc của đài, và trao đổi những vấn đề mà ông dân biểu và ban giám đốc đang quan tâm, ông đã kết thúc chuyến viếng thăm bằng việc trao bằng thường lục cho luật sư Đỗ Phủ, đại diện cho SBTN, vì những công việc đài đã đóng góp cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại và cũng là đài truyền hình đầu tiên phát hành 24 tiếng một ngày hàng tuần trên toàn nước Mỹ, với mục đích kết nối thế hệ người trẻ người Việt sinh ra tại hải ngoại với truyền thống lịch sử văn hóa quê nhà qua nhiều chương trình hữu ích do đài thực hiện. 2001. Okay. All right. So this is a certificate of congressional recognition presented to Saigon Broadcasting Television Network in recognition of the first Vietnamese TV in Little Saigon and your valuable service to our community over 20 years, especially during the COVID-19 pandemic. Thank you very much, Congressman, and I hope that you shall continue well in your role as a congressman. You know, you listen to all the constituents in your area, and the Vietnamese American really respect you and wish you well, that you're going to beat up your opponent and then win another term in the next 2 years in Congress, and hope you're going to doing the good work for all of us and presenting our interest in Congress. Well, thank you, and thank you for keeping the community informed through your efforts and providing quality news. Thank you, Congressman. Và ông cũng đã thăm văn phòng của báo Việt Báo nằm trên lầu 1 cùng chung với trụ sở của đài truyền hình SBTN. Phát Đại Nam tường trình từ thành phố Garden Grove, Nam California. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.